nghi án Lý Công Uẩn ám sát Lê Long Đĩnh. Các bộ chính sử của Việt Nam đều ghi rằng Lê Long Đĩnh chết vì sự hoang dâm, mê tử sắc vô độ. Tuy vậy, cũng có nghi vấn về việc Lý Công Uẩn đã ám sát Lê Long Đĩnh để đoạt ngôi. Trong sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên như sau, có người nói Khai Minh Vương hung hãn bạo ngược, Lý Thái Tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh Vương. Nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó, nên sử không được chép. Nếu quả như vậy, cũng là đạo trời hay báo, nên chép phụ vào để làm răn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!